Chào mừng quý vị đã đến với YS Edu, chương trình đào tạo kiến thức dành cho quý nhà đầu tư do Công ty Chứng khoán Delta Việt Nam tổ chức. Vàng. Vàng là kim loại quý được dùng để làm trang sức, được sử dụng trong các thiết bị điện tử, công nghiệp và để trang trí. Do vàng có giá trị cao nên được dùng để giao dịch, cất trữ như là tiền xu vàng Việt Nam, có thêm nhẫn vàng, vàng chỉ, vàng thỏi, chứng chỉ vàng, vân vân. Ở Dubai, vàng được chấp nhận thanh toán phổ biến như là tiền tệ thông thường, còn có cả máy ATM rút vàng. Giá vàng biến động như thế nào đối với thị trường chứng khoán? Đầu tư vàng có thể xem là kênh đầu tư thay thế với thị trường chứng khoán. Bởi khi nền kinh tế có rủi ro, thì vàng sẽ trở thành kênh trú ẩn. Còn khi nền kinh tế vào chu kỳ tăng trưởng, thì thị trường chứng khoán sẽ trở thành kênh đầu tư hấp dẫn hơn. Trong lịch sử chứng khoán, thường khi thị trường cổ phiếu giảm, thì giá vàng tăng, và khi mà thị trường cổ phiếu tăng thì giá vàng lại giảm. Vì sao vàng có giá trị và vàng là kênh đầu tư thay thế khi rủi ro về kinh tế chính trị gia tăng? Bởi vì vàng có nguồn cung giới hạn, khá hiếm, tốn nhiều công sức, chi phí để mà khai thác, nên vàng có giá trị. Bên cạnh đó, vàng được chấp nhận rộng rãi ở hầu hết các quốc gia như là một loại tài sản và dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt. Nhiều quốc gia có truyền thống mua vàng, nắm giữ và cho tặng vàng như là Ấn Độ, Trung Quốc, chủ yếu là các quốc gia châu Á đã tạo cho vàng có một nguồn cầu ổn định. Nên vàng luôn là một mặt hàng có giá trị. Vàng là loại tài sản có thể theo kịp lạm phát. Bởi khi các quốc gia có lạm phát, người ta lo sợ tiền nội tệ sẽ mất giá. Họ quay ra mua vàng và các loại ngoại tệ có giá trị. Nên thường lạm phát tăng thì giá vàng cũng sẽ tăng. Một tip rất là thú vị, huy chương vàng không làm từ vàng. Vào năm 1912, huy chương vàng được làm từ vàng nguyên chất. Theo thời gian, hàm lượng vàng sẽ giảm đi và người dân đã quên giá trị của huy chương vàng và không để tâm hàm lượng vàng nữa. Để tìm hiểu thêm thông tin và học thêm nhiều kiến thức, hãy bấm like and subscribe các trang Facebook, YouTube, Telegram và Zalo của Công ty Chứng khoán Delta Việt Nam. Đồng thời, đừng quên mở tài khoản eKYC tại Công ty Chứng khoán Delta Việt Nam để sử dụng các dịch vụ và sản phẩm hấp dẫn của chúng tôi như là Wise Radar, công cụ hỗ trợ đầu tư chứng khoán thông minh và hiệu quả. Wise Winner, cổng giao dịch trực tuyến chứng khoán cơ sở. Wise Future, cổng giao dịch chứng khoán phái sinh. Wise Edu, đào tạo chứng khoán chuyên sâu. Wise Promo, ưu đãi và chương trình khuyến mãi chỉ có tại Delta. Wise Uri, mua giấy số, tư vấn online 24/7. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.